số này thì bao nhiêu lần? Từ 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 từ. Im im, bỏ ra bỏ ra. Đổ rồi, đổ rồi. Tụi mình phải đi kiếm gạch bỏ vào xô cho nó nặng hơn. Đá không đủ nặng để xô từ. Không được. Trong đầu em nghĩ là nó không hiện ra hiển nhiên, thì em đoán là chắc là nó nằm trên mấy cái tảng đá, thì chắc là người ta viết mờ hoặc là viết ẩu này kia xong mình tự đoán ra. Cuối cùng thì cũng tìm ra những cái số đó. Có 4 số thì em không biết là chính xác là số nào, thì tụi em phải đảo lộn cái vị trí của 4 số này. Cố lên, loạn người ta. Nhớ đợi em. Mà không thấy bọn em quay lại thì cứ tự túc lên giờ. Cố lên cưng. Cố lên. Bốn. Quăng cho nó xuống á, kéo lên cao giật xuống cho lấy đà xuống rớt nước vô. Ừ rồi. Tôi nghĩ là mình sát cán bao nhiêu sát cái chỗ đòn bẩy ấy. Càng sát bao nhiêu thì cái giấy nó càng giữ dễ. Rồi ok. Không đi nữa. 10 lít mỗi xô này 5 lít à? À lấy gầu để múc. Yeah. Lên. Đây. Đi taxi đến đập thủy điện Hòa Bình, tại đây bạn lấy nước ở khu vực hồ dưới chân đập. Sau khi đổ đầy được 10 lít nước, bạn sẽ nhận được một thư. Kỳ nặng rồi chút xuống. Tạm biệt chim én. Cố lên con. Cố bye lên. Bye. Yeah. Bạn phải đi đúng theo lối theo chỉ dẫn này. Các đội khác á, đều giải mã xong hết rồi, còn có mình em à. Em bà giải hết 2 tờ giấy rồi mà cũng không thấy nó bật ra. Sau em nản quá, em giục cái hộp luôn á. Sau em thức quá, em ngồi khóc, em không hiểu tại sao nó không mở. Cố gắng hết sức. Couldn't get it open. It's okay. We got it. Let's go. Get the clue. Sorry, man. Come inside. The first number. Bluey, this is just for Bluey. Okay. Sorry, man. Đừng lo. Nhanh lên. Okay, đi taxi đến đập thủy điện Hòa Bình. Hey, lỗi nhịp. Lên. Lỗi nhịp. Xoay qua đi. Còn không xoay qua cho em đi. Đi ngoài. Hả? Lên. Hay từ từ. Mắt quá. Hay quá mà. Phải leo lên một cái dốc khá là cao. Và cái dốc đó cũng rất là nguy hiểm cho mình nếu như mình không cẩn thận. Đủ nước. Nhớ. Lên. Tha lỏng được cái khiên.
mặc dù tụi mình đi lên nhưng mà luôn có xu hướng là ngả ra phía sau. Xong rồi. Người lên rồi. Yeah. 5.000 hay 5 vụ? 5.000. Hoàn thành một vòng đi cà kheo. 5 vụ. Trồng 2 luống mía đúng cách. Ok. Chơi. Mình chọn gì? Chọn lựa chọn B. Rồi. 5 vụ. Chọn 5 vụ. Giang Mỗ là một bản được biết đến như điểm nhấn văn hóa nổi bật của đất Mường Hòa Bình. Nơi đây quy tụ hơn 100 nếp nhà của người Mường và vẫn còn giữ nguyên những giá trị văn hóa truyền thống. Lựa chọn kép cho phép các đội phải chọn một trong hai nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đã chọn, họ phải làm nhiệm vụ còn lại. Trong trường hợp không hoàn thành cả hai nhiệm vụ, họ sẽ bị phạt chậm 6 tiếng. Ở lựa chọn kép này, các đội phải chọn giữa nông nhàn và nông vụ. Chọn nông nhàn, hai thành viên của đội chơi phải làm quen với chiếc cà kheo bằng tre của người Mường. Khi đội chơi đi cà kheo hết một đoạn đường theo yêu cầu, họ sẽ nhận được mật thư. Chọn nông vụ, mỗi thành viên của đội chơi phải tự đào đất, rải phân và trồng một luống mía theo đúng quy cách. Thực hiện xong nhiệm vụ, họ sẽ nhận mật thư đi tiếp. Trước hôm nay em đã cố gắng mở ổ khóa nhỉ ai không? Thì không? Chắc không cố gắng ha. Không biết. Vì chán ổ khóa này đến nỗi khi em mở được rồi vẫn không cảm thấy happy một chút nào. Yeah, đủ. Chọn 10 lít. Lựa chọn kép. Nông nhàn hay nông vụ? Nông nhàn hoàn thành một con đi cà kheo. Nông vụ. Trồng 2 luống mía đúng cách. Lựa chọn B, nông vụ. Chúng tôi chọn nông vụ trồng mía. Hơn 10 lít rồi. Ôi, cà kheo khó lắm. À, chúng tôi chọn nông vụ. Tôi chọn nông nhàn. Đội cuối cùng mở được ổ khóa, không phải chờ taxi nữa. Chắc chắn là bị loại rồi, sorry babe. Không sao này. Hết dây. Hả? What? Đấy, rồi. Được. Rồi, còn này được rồi. Một xô sao gánh? Một xô. Rồi. Này đi đổ nước cũng vậy à. Từ từ bình tĩnh thôi. Này. Lên. Xuống. Ê, đổ đi. Tao. Rồi, đi. Rồi, đi. Tao ok á, mày có ok không? Ok. Thế gì phải múc nước nhỉ? Vắt mồ hôi ra đủ đầy xô rồi. Yes. Nông nhàn hay nông vụ? Tôi chọn nông vụ. Cà kheo đây. Cà kheo, nông nhàn. Nhìn chắc vô hai bước. Coi chưa.